Vậy chúng ta học sang cái phần mới, cái chương mới nhé, là chương là tương tác với người dùng. Và cái chương này nó nói về, nó nói cái rất đơn giản thôi nhưng mà nó lại làm cái chương rất rất quan trọng. Tức là chương nói về cái tương tác với người dùng nhé. Đấy. Hôm nay là sang cái phần gọi là để kiểm tra xem nó nằm ở trong cái chương nào của sách nhé, của cái phần mà tôi đang định viết ấy. Nó là chương 6 nhé. Tức là tương tác với người dùng. Hay là nói chính xác hơn, đây là cái phần nói về cái việc là nhập dữ liệu từ bàn phím. Chúng ta là chúng ta là input từ bàn phím nhé. Input từ bàn phím. Ở trong Scratch thì nó không cho phép là input từ file. Hoàn toàn input từ bàn phím. Thì cái này các bạn nó chính là phần tương tác với người dùng. Còn dữ liệu đưa ra, đây là chương trình nhé, đây là Scratch nhé. Còn đưa ra thì đưa ra màn hình, đây là output. Đưa ra màn hình thôi. Đưa ra màn hình. Scratch nó không có tính năng như là các ngôn ngữ lập trình khác là nhập từ file, từ tệp và đưa ra tệp, không có. Cho nên đối với Scratch là rất khó làm những cái bài tập kiểu input output như giống như là các ngôn ngữ lập trình khác. Cho nên hiện nay mà chương trình thi học trẻ mà đã cố tình cái đưa vào những cái bài toán input output thì nó không hợp lý đối với Scratch. Scratch người ta tạo ra cái ngôn ngữ này là cốt để cho học sinh khai thác những cái sức mạnh của cái tính năng tạo tương tác. Cái đó là cái mà cái quan trọng của cái ngôn ngữ này, chứ nó không tập trung vào cái chuyện là tạo ra input output theo đúng nghĩa. Từ input đây là cái phần này là tương tác với người dùng, tương tác với người dùng. Đấy. Còn đẩy ra màn hình thì là input cái gì? Input là đưa vào một nhân vật nào đó ở dưới đây. Đây có một nhân vật nào đó ở đây, họ nhận ra cái đó, có một cái nhân vật mà nó nhận thông tin từ một toàn phím nhé. Đó thì bản chất của cái này là chính là tương tác với người dùng. Tức là như này đấy, đây tất cả nó nằm ở đây, nằm ở trong cái cảm biến này. Cái lệnh là đây, cái lệnh là lệnh này là hỏi tên của bạn là gì và trả lời. Thì đây là cái lệnh mà tôi lấy ví dụ, tôi lấy để cho bạn thấy rõ nhé. Bây giờ tôi xóa này, tôi cho một nhân vật khác này. Đúng không? Đây là cô giáo nhé. Đấy, cô giáo sẽ hỏi chúng ta, hỏi người dùng đấy. Đây cô giáo hỏi đây. Cô giáo hỏi là em tên là gì? Em tên gì? Nhá, em tên gì? Như vậy là cô giáo làm là nhân vật chính của chúng ta, đúng không? Cô giáo mới hỏi người dùng. Đây bây giờ tôi làm chương trình cho cô giáo ngắn nhé. Đây cô giáo mới hỏi như thế này. Đó thì cô giáo mới hỏi là em tên gì, và ở dưới này hiện ra một cái dòng để chúng ta nhập liệu vào. Bây giờ tôi gõ là Hà chẳng hạn, tôi enter. Khi enter ấy, khi bấm Hà và enter ở đây này, hỏi enter nhé, thì gì, thì cái dữ liệu là Hà đó được nhập vào và lưu cho một cái biến nằm trong biến này, trong cả biến có nó cái biến chỉ là biến là trả lời. Cái biến này là mô tả cái trả lời là Hà này, thấy không nào? Như vậy là khi người dùng, cái nhân vật mà hỏi bằng cái lệnh này, hỏi trả lời, hỏi và đợi, chúng ta phải nhập vào, thì nó cái tôi đưa nhập vào nó sẽ lưu trong cái biến là cái biến, đây là biến hệ thống nhé, biến trả lời. Ví dụ cô giáo mới hỏi là cô giáo hỏi là em tên gì, tôi trả lời tôi nhập là Hà, enter, thì cô biết mà tôi sẽ làm chương trình là cô giáo mới nói là xin chào bạn Hà nhé. Thì cô giáo làm sao, cô giáo dùng lệnh save. Đây lệnh save đây nhé. Đây xin chào bạn Hà này. Hà nằm trong cái biến trả lời này rồi, cô giáo sẽ biết là xin chào bạn Hà, chúng ta phải nối. Chúng ta phải dùng phép toán chúng ta nối nhé. Nối này, đấy, nối này, xin chào này, xin này, xin nhé,
là chúng ta nhập này. Đây xin này. Xin chào bạn. Bạn gì? Đây. Cứ trả lời này là lưu thông của chúng ta lưu vào đây. Đó. Chọn đưa vào đây. Đấy. Xin lỗi, ta nối vào đây cứ nhầm xin lỗi. Đây chứ. Xin chào. Xin chào bạn. Đây, chúng ta nối vào đây. Đó. Và đây chúng ta đưa vào đây. Đấy. Xin chào bạn Hà trong 2 giây. Tôi làm lại thử nhé. Đây tôi chạy thử này. Đấy, bạn em tên gì? Xong tôi gõ là Bình chẳng hạn, tôi gõ chữ là Bình chẳng hạn, Bình. Enter. Đấy, rồi xin chào bạn Bình. Như vậy là cái lệnh đây là lệnh hỏi này. Cái này là khi mà hỏi chỉ là lệnh input, còn lệnh nói chỉ là lệnh là output ra. Như vậy đây chính là input này nhé, đây là output này. Đấy, thấy không nào? Đấy, như vậy đây là ý nghĩa của cái lệnh hỏi là như vậy. Lệnh hỏi là cái lệnh là nhập dữ liệu từ bàn phím. Cụ thể ở đây là nhập dữ liệu là từ một nhân vật mới hỏi người sử dụng. Người dùng nhập vào từ bàn phím, sau thì sẽ trả lời vào cái thông tin sẽ người nhập sẽ đưa vào một cái biến là biến trả lời, được chưa nào? Đó. Thế tôi vẽ lại cái này chúng ta hình dung nhé. Cái phần này là phần rất quan trọng mặc dù rất đơn giản. Như vậy là một nhân vật nhá. Một nhân vật nhá. Đây tôi vẽ lại một nhân vật đây nhé. Một nhân vật đây sẽ hỏi người sử dụng bằng cái lệnh là hỏi và đợi nhé. Hay là cái lệnh anh là ask nhé, ask and wait. Đấy. Và người sử dụng sẽ trả lời từ bàn phím. Đây là bàn phím nhé, trả lời từ bàn phím. Người dùng mới trả lời và đưa vào cái biến là cái biến trả lời. Biến trả lời là một cái biến hệ thống. Đấy, hay là từ anh là biến là answer, biến hệ thống nhé. Cái biến hệ thống rất quan trọng đó. Và trả lời này sẽ đưa vào trong bộ nhớ và cái người này như vậy này có thể nhìn thấy nó và trả lời. Cái biến trả lời là cái biến tổng thể ai cũng nhìn được hết nhé, chúng ta chú ý. Thì như vậy cái bài này cái bài vừa rồi là cái bài đầu tiên này là cái bài rất đơn giản thôi, là cô giáo hỏi em tên gì và cô giáo nói là thông báo là xin chào bạn gì đó. Vì tôi làm lại nhé, em tên tôi có viết là Hoa, enter thì cô giáo bảo là xin chào bạn Hoa. Chạy lại này, em tên là gì? Hà, enter để xin chào bạn Hà, được chưa? Và đây là trình đầu tiên nhé, mình tôi ghi lại ra để chúng ta ghi cái bài này rất đơn giản thôi nhưng mà nó là cái bài đầu tiên rất quan trọng. Thế bây giờ tôi sẽ đây để tôi vào cái thư mục của chúng ta nhé. Bài hôm nay là cái bài này. Đây. Hôm nay là bài số 9 nhé. Đấy. Thế là cái bài 1 nhé. Hỏi đáp đơn giản. Hỏi đáp đơn giản. Được chưa nào? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài số 2 phức tạp hơn một chút, vẫn là cái bài này thôi. Và tương đơn giản thôi nhưng mà phức tạp hơn. Cô giáo sẽ hỏi một phép tính. Chúng ta trả lời. Cô giáo sẽ bảo là đúng hay là sai. Đó, một cái bài 2 là bài khó hơn một chút nhé. Tức là vẫn là tương tác thôi nhưng mà nó là cái một cái câu hỏi tức là một cái không phải là chị hỏi là hỏi tên mà có hỏi làm bài toán nào đó. Rồi mình tôi new ra một cái bài toán mới cho ta thử nhé. Đây new này. Vẫn là bài này thôi. Bây chúng ta hỏi, bây cô giáo mới hỏi là như thế này. Hỏi là cô giáo có hỏi là em hãy tính. Em trả lời đi, em hãy trả lời. Tự nhiên là 10 cộng với 4 bằng bao nhiêu? Đấy, đây là câu hỏi, đây là một bài toán đúng không nào? Đó. Chúng ta trả lời vào cái đáp án này là trả lời. Thì sau cô giáo sẽ bảo là đúng hay là sai. Vậy cái trả lời này nếu mà nó bằng 14 là đúng, nếu khác 14 thì là sai. Được thế nào? Thì bị cô giáo trả lời như sau này. Đây nhé. Hỏi em hãy trả lời 14 là mấy? Được chưa? Trả lời đây. Và cô giáo sẽ làm tiếp, cô giáo sẽ dùng cái lệnh này là lệnh nếu, được chưa? Nếu trả lời bằng 14 thì cô giáo nói là đúng rồi. Còn không phải cô giáo nói là sai rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái đó nhé. Đây. Nếu này, chúng ta phải phép tính nhá. Đây, dễ giống bằng
Nếu như mà cái trả lời này mà là bằng 14, đấy, 14, thì cô giáo nói là đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Còn nếu không thì cô giáo nói là sai rồi. Đấy, vừa đấy. Nếu không cô giáo nói là sai rồi. Như vậy các bạn thấy như vẫn là tương tác thôi. Nhưng với bài này tôi thấy là nó sẽ mạnh thêm một chút. Đó là một câu hỏi đơn giản. Tính thử như này. Em trả lời 14 là mấy? Đây, tôi trả lời là 16, enter. Máy báo là cô giáo nói là sai rồi. Câu hỏi thứ hai nhé. Lần thứ hai nhé. 14 là mấy? Tôi trả lời là 14, cô giáo trả lời là đúng rồi. Đấy, mà thấy đây là cái bài đầu tiên thôi, là sử dụng cái tương tác này để làm cái bài tập và làm câu hỏi làm câu hỏi trả lời đơn giản, làm bài toán đơn giản, được chưa? Thế bây giờ tôi thầy mình ghi cái này là bài số 2 nhé. Đây bài 2. Bài 2 là một câu hỏi, là một câu hỏi đơn giản. Được chưa? Đó. Thấy không nào? Thế bây giờ chúng ta làm cái bài nó ngon một chút nhé. Khó một chút nhé. Cái bài này, câu hỏi này là câu hỏi câu này là câu cứng. Lần nào chạy vẫn là 10 cộng 4. Thế bây giờ tôi muốn là mỗi lần cô giáo hỏi thì nó làm cái làm câu hỏi động cơ. Làm được không? Hoàn toàn được. Là phép cộng nhé. Giờ lần đầu tiên thì là 10 cộng 2. Lần thứ hai chạy là cũng như ra là 5 cộng 6. Có được không? Hoàn toàn được. Đó, thì chúng ta làm bài này nhé. Thì vẫn là cái tương tác người dùng thôi, vẫn là cái lệnh hỏi và trả lời thôi, nhưng mà cái bài này khó hơn nhé. Tức là cô giáo sẽ hỏi một câu hỏi đó là câu hỏi là xin là ngẫu nhiên trong cái bài toán nào đó. Ví dụ như là chúng ta làm bài tập là phép cộng trong phạm vi 20 nhé. Rồi chúng ta làm thử này, thì cô giáo sẽ xin ngẫu nhiên một phép cộng là a cộng b. Cho nó là A cộng B là cái số là phải nhỏ hơn hoặc bằng 20. Và A cộng B phải nhỏ hơn 20. Đấy chưa? Để chúng ta cùng nhau làm bài đấy nhé. Mặc dù rất đơn giản thôi nhưng mà nó rất quan trọng. Thì là như vậy, chúng ta làm như sau. Chúng ta phải tạo ra các một cái biến. Hai cái biến AB. Cô giáo sẽ sinh một cái câu hỏi ngẫu nhiên là A cộng B bằng bao nhiêu? Đấy, và AB là cái số chúng ta sinh ngẫu nhiên mỗi lần cô giáo hỏi, là một cái bài tập nó ngẫu nhiên được sinh ra. Thì như vậy là chúng ta lựa chạy cái bài này là chạy 10 lần thì nó ra 10 đáp án khác nhau, 10 cái câu hỏi khác nhau. Như vậy làm cho hay hơn nhé. Chúng ta làm thử nhé. Bài số 3 này. Bài số 3 là cô giáo sinh một câu hỏi toán ngẫu nhiên. Đây là bài tập rất quan trọng, rất là hay, vẫn là cái lệnh tương tác này nhé. Các bạn chú ý nhìn này. Bây giờ tôi mới thầy mới tạo ra hai cái biến là biến A và biến B. Đây, tạo ra một biến là đầu tiên là nó là A nhé. Và biến thứ hai tạo ra nó là biến B. Đó, biến B nhé. Đầu tiên chúng ta cho hai cái này là ẩn đi. Được rồi. Thì cô giáo trước khi cô giáo hỏi thì cô giáo sẽ sinh ngẫu nhiên cái biến A và B và biến B. Sinh là một số nguyên là ngẫu nhiên. Chúng ta dùng cái lệnh là lên lệnh này này, lệnh nhiên này. Thì sinh viên này nó phải thỏa mãn cái gì đó. Bây giờ giả sử rất quan trọng nhé. Bây giờ chúng ta cần làm cái bài toán như sau là phép cộng trong phạm vi 20 chẳng hạn. Thế như vậy là A phải nhỏ hơn 20, B nhỏ hơn 20 và A cộng B cũng phải nhỏ hơn 20. Thì làm sao là làm nào bây giờ nào? Đây, làm như này nhé. Tức là cái phép cộng trong phạm vi 20 thì làm như sau này. Các bạn chú ý quan sát nhé, rất quan trọng luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra, đặt A là một cái giá trị là ngẫu nhiên nhé. Đây, ngẫu nhiên từ 0 cho đến 19, để 20 thì nó hay không hay lắm, từ 0 đến 19 nhé. Được rồi, đây chúng ta tạo ra A là cái biến sinh ngẫu nhiên. Đây, ngẫu nhiên trong khoảng từ thôi được từ 1 đi, từ 1 cho đến 19, từ được cho nó bị có bị 0. 19 được chưa? Đó. Như vậy là A là một số nhỏ hơn 20 đúng không nào? Bị ta làm tiếp tục là ta đặt B này. B nhé. B sẽ làm một cái sinh ra cái số mà làm sao mà A cộng B là phải nhỏ hơn 20, có bằng 20, làm như nào? Thì B sẽ phải là
B sẽ phải sinh ra một cái số ngẫu nhiên trong khoảng gì? Trong khoảng từ 1 cho đến bao nhiêu? Từ 1 cho đến bao nhiêu? Từ 1 cho đến cái số maximum ở này là cộng A là phải nhỏ hơn bằng 20. Đây, tôi làm cho bạn xem những một cái bài tập rất đơn giản thôi. Như vậy là A là sinh ra cái số ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 cho đến 19 này. Được chưa? B là ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến cái số nào? Cái số này là cái số mà là cộng với A là phải nhỏ nó bằng 20. Đấy, vậy suy ra thì suy ra là B phải cộng với A P phải nhỏ nó bằng là 20 trừ A. Thấy không nào? Đó, suy ra là gì? Suy ra là như sau. Như vậy là B là phải là cái số phải được sinh ra trong khoảng từ 1 cho đến là 20 trừ A. Đấy, thì nó mới hợp lý. Đấy, như vậy tổng kết lại nhé. Tổng kết lại là A là số ngẫu nhiên từ 1 đến 19. Còn B từ 1 đến 20 trừ A. Đây chính là cái đáp án chúng ta cần phải sinh ra AB là một cách ngẫu nhiên. Đó. Thì với điều kiện này thì A cộng B luôn nhỏ hơn bằng 20. Thì ta mới ra cái bài phép toán là gì? Là tổng của hai số trong phạm vi 20. Các bạn thấy không nào? Để mình tôi làm thử nhé. Đây. Đây. Thì đặt A mà là một số ngẫu nhiên từ 1 đến 19. Còn B là một số ngẫu nhiên từ 1 đến 20 trừ A. Đấy, 20 trừ A tôi làm lấy phép trừ ra này. Này, 2 trừ đi nhé. Đó. Đây là 20 này. 20 và trừ đi A. Đây. Tôi vào đây tôi lấy cái biến A ra. Đấy, có thấy là nó dù rất đơn giản thôi nhưng mà cũng rất là phức tạp. Không phải là cứ làm toán là cứ thế mà ta làm đâu. Cái này từ trong cái mà cuộc thi từ rất ngày xưa tôi hay ra cho các bạn học sinh ấy, thì cái bài toán của tôi là làm sinh ra cái phép toán là trong phạm cộng tổng trong phạm vi 20 thì rất nhiều bạn là nhầm chỗ này. Cái nhầm là A nhỏ hơn 20 là đủ, B nhỏ hơn 20 là được, nhưng không đúng. Là A là bảo đảm rằng A cộng B cũng phải nhỏ hơn 20 thì mới đúng cơ. Đấy, như vậy là A sẽ chạy từ 1 đến 19, còn B chạy từ 1 đến 20 trừ A. Đấy, thì mới đúng nhé. Đấy. Sau đó cô giáo sẽ hỏi gì? Cô giáo sẽ hỏi là em hãy tính tổng là A cộng B là bao nhiêu? Đấy, thì làm như sau này, tôi phải khép nhé. Em hãy tính tổng A cộng B bằng bao nhiêu? Chúng ta phải khép các câu đó vào nhé. Đây này, chúng ta khép này. Đây, kết hợp nhé. Em hãy tính này. Rất là dài nhé. Tính tổng. Tính tổng. Đây. Tổng gì? A cộng B. Chúng ta phải ghép vào tổng nhé. Đây. Đây là A này. Đây là A này. Cộng này. B này. Đấy, ta phải dài đúng không? Tính tổng này. A cộng B này. Bằng... ta phải nốm lần nữa, như vậy là 3 lần nối mới được nhé. Đây. Đấy. Nhưng mà tính tổng như sau này, tính tổng của A này, đây là phép cộng này nhé, phép cộng này, A cộng này. Ta nối vào thôi, nối đây là B này. Ở đây dấu bằng bao nhiêu? Đó. Mà thế không nào? Thế nó mới có nghĩa đây nhá, thì chúng ta đưa vào đây. Đấy. Như vậy đây là câu cô giáo mới hỏi đây. Và chúng ta trả lời vào cái biến là biến trả lời đây. Đấy. Thì như sau. Thì mấy cô giáo sẽ hỏi là cô giáo sẽ kiểm tra nếu trả lời bằng A cộng B mới là đúng. Không là sai. Ta là tổng hai số mà. Chỗ này phải là A cộng B. Chúng ta nối vào nhau. Ta nối vào A cộng B đây. Nối cái này vào đây. Đó. Mà ta đưa ra cái này. A cộng với B. Nếu mà A cộng B bằng trả lời thì đúng rồi. Cũng không là sai rồi. Thấy không nhỉ? Đó. Và cái bài này nó có hay là gì là mỗi lần sinh chương trình chạy chương trình thì nó ra một cái đề bài khác nhau. Đấy, chạy thử nhá. Đây này. Mang 16 bao nhiêu? Thầy viết là bằng 19 này. Enter này. Đúng rồi. Bài khác này. 2 cộng 5 thì viết là 10 nhé. Enter sai rồi. Thấy không nào? Như vậy là vẫn là cái bài đó nhưng mà nó ra cái đề bài là ngẫu nhiên một câu hỏi thôi nhưng rất hay. Đấy, như vậy thì đấy vẫn là cái bài, vẫn là chỉ một cái lệnh, là chỉ một cái chương trình là lệnh hỏi đáp thôi, thì chúng ta có thể tạo ra được một cái chương trình trò chơi như vậy, một chương trình mà hỏi toán nhé. Thì bây giờ tôi ghi ra đây là bài số 3. Bài 3 là sinh phép toán
sinh phép toán ngẫu nhiên. Đấy, thấy không nào? Các bạn thấy hay không? Thế bây giờ bài này xong rồi nhé. Bây giờ tôi sẽ sang bài tiếp theo là bài quyết định này. Bây giờ chúng ta sẽ ngay bây giờ chúng ta có thể làm ngay là một cái chương trình học hoàn chỉnh như đấy. Cô giáo sẽ ra một cái bài kiểm tra cho học sinh là có 5 câu. Mỗi câu như vậy là phép toán cộng trong phạm vi 20 nhé. Và cô giáo sẽ hỏi học sinh liên tục trong 5 câu. Nên làm đúng thì được được 2 điểm, làm sai thì được 0 điểm. Sau đó cô giáo mới thông báo điểm học sinh. Như là một bài kiểm tra đàng hoàng nhé. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ làm cái bài tập mà tiếp theo là lại thành một trò chơi hoàn chỉnh rồi. Cô giáo sinh ra một cái bài kiểm tra. Nhé. Cô giáo hỏi là một câu hỏi ở đây. Cô giáo sẽ sinh ra là ngẫu nhiên. Năm cái bài năm cái câu hỏi, năm cái năm phép toán mà nó ngẫu nhiên nó mới hay. Năm phép toán là phép cộng trong phạm vi 20. Và cô giáo sẽ kiểm tra học sinh. Học sinh trả lời lượt là 5 câu, làm đúng thì được 2 điểm, làm đúng cái 5 câu thì được 10 điểm, làm sai thì được 0 điểm. Và cô giáo sẽ sau đó cô giáo sẽ báo lại là em đạt bao nhiêu điểm. Được chưa? Rồi, cô cho ta làm nhé. Đây là bài tiếp theo, bây giờ tôi làm từ đầu nhé. Bây giờ tôi làm vẫn là cái này thôi. Đây, bây giờ tôi mới ra này, mới tinh nhá. Đó, bây giờ tôi xóa cái này đi và tôi tạo ra một nhân vật mới là như cũ đây. Đây là cái bài là cô giáo tạo ra một cái đề kiểm tra. Như vậy tới đây là thành một bài hoàn chỉnh rồi. Thành một bài hoàn chỉnh nhé. Thì muốn như vậy cô giáo sẽ phải sinh ngẫu nhiên phép toán trong phạm vi 20. Cô giáo sẽ phải tạo ra một cái biến là biến A nhé. Tạo ra biến là biến A để sinh ngẫu nhiên. Tạo ra biến số 2 là biến B. Biến B, được chưa? Và một biến thứ 3 nữa là cô giáo sẽ phải tạo ra cái biến để làm để tính điểm cho học sinh. Cô giáo tạo ra cái biến tên là score nhé. Đó, bây giờ ta phải ẩn đi những cái biến này và chúng ta bắt đầu làm. Đấy, được chưa? Ta làm rất đơn giản, bài này sẽ suy thuật lúc nãy thôi, làm rất đơn giản. Đầu tiên cô giáo thông báo là em chuẩn bị làm bài kiểm tra. Sau đó cô giáo sẽ lặp 5 lần liền, mỗi lần sinh ngẫu nhiên cái phép toán phép cộng trong phạm vi 20 nhé. Và học sinh sẽ trả lời lần 5 câu. Và sau đó cô giáo làm xong thì cô giáo sẽ tự động tính điểm và thông báo điểm cho học sinh. Và đây là một cái bài toán là hoàn chỉnh rồi đấy. Một cái chương trình hoàn chỉnh, một chương trình là tự học hoàn chỉnh. Và cái chương trình này các em có thể về nhà, các bạn có thể về nhà, các bạn làm chương trình cho con của mình, cho người khác chơi thành game đơn giản. Làm thử nhá. Đây, đầu tiên này, cô giáo sẽ phải đặt cái biến score là bằng 0 đã. Đầu tiên điểm là bằng 0. Đó, bằng 0 nhá. Sau đó cô giáo thông báo bằng cái lệnh hiển thị này, thông báo trong 2 giây để chuẩn bị. À, em hãy chuẩn bị làm bài kiểm tra. Đấy. Làm bài kiểm tra toán, được chưa? Đây một cái bài. Bài hôm nay là cái bài cụ thể là cái bài là phép cộng trong phạm vi 20. Cái bài này các bạn về nhà các bạn có thể là mở rộng ra làm với một cái phép toán khác được. Có thể là phép cộng, rồi phép trừ là trong phạm vi không phải 20, trong phạm vi 100 chẳng hạn, trong phạm vi 200, trong phạm vi 1000, tức là tùy chúng ta lựa chọn điểm kia cái phép toán chúng ta nó rất là thoải mái nhé. Đây, chút bài này là cái bài là chúng ta làm phép cộng trong phạm vi 20 nhé. Rồi, cho làm thử nhá. Đây. Cô giáo sẽ lặp liên tục là 5 lần. Đây, chúng ta làm là 5 lên mà 5 lần nhé. Đấy, 5 lần. Và mỗi lần như vậy là cô giáo sinh ra một đề kiểm tra, một cái bài kiểm tra. Cô giáo làm này, bắt đầu nhé. Đầu tiên là đặt A bằng. Đây, trong này nhé. Đặt A bằng bao nhiêu và sau đó đặt B bằng. Đó, đặt A đặt B đây nhé. Chúng ta nhớ lại này. A là lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 19, rồi vậy nhé. Đấy, từ 1 đến 19. Được chưa? Còn B là lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 20 trừ 20 trừ A. Chúng ta phải kéo cái này ra. Đây, kéo cái này là 20 trừ A nhé. 20 trừ đi A. Nhưng mà nó đúng là phép toán là phép cộng trong phạm vi 20. 20 trừ A. Đây,
Đó. Sau đó cô giáo mới hỏi thôi, cô giáo mới là lại lúc nãy nhé. Đây, chúng ta chữ cô giáo là vào cái chỗ này. Cô giáo vào cái chỗ này và hỏi ra và cảm biến này, và cái lệnh này này, hỏi. Tính, em hãy tính. Đấy, tính tổng nhá. Đây. Bịa nối, bây giờ dùng là dùng nối, em hãy tính này. Đâu, chúng ta vào phép toán, chúng ta nối này. Đây. Em hãy tính nhá. Đây. Em hãy tính tổng của A cộng với lại thiếu này. Em hãy tính tổng của A cộng B vẫn còn thiếu nhé. Đây. Bằng bao nhiêu? Đây. Em hãy tính nhá. Em tính. Đã tính thôi. Tính tổng của A. Đây, của A. Của A ở đây là cộng. Ở đây là B bằng đó, mà cái này đưa vào đây đấy, và hỏi ở đây này đấy, chúng ta sẽ bạn nhỏ nhìn cho dễ nhé đó. Sau đó cô giáo sẽ không cần nói là cô giáo sẽ phải tự tính thôi. Chúng ta dùng lệnh này, dùng cái lệnh này điều khiển này này, nếu đúng không đấy, nếu mà cái trả lời là bằng đây, nếu cái phần trả lời này mà bằng đây phép toán đây nhé, nên bằng đây, nếu trả lời bằng A cộng B thì là tăng điểm lên lên 2, còn không thì thôi nhé. Chữ này là không cần, chữ bỏ, chỉ cần một lần thôi, một một phép dãy nhánh thôi. Đây, nếu không cần cái, không cần cái, chỉ cần if then, không cần if then else nhé. Đây, nếu trả lời bằng gì, bằng A cộng B, đây phép cộng đâu rồi, đây nếu mà trả lời mà bằng A cộng B thì tăng điểm, không thì thôi nhé. Đây, nên chúng ta kéo A sang này, nếu trả lời mà bằng này, bằng A này cộng với B này đó, thì cô giáo sẽ tăng điểm, thay đổi cái điểm số, cái score này lên một, lên 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 hai đơn vị, lên hai. Đấy. Và khi làm xong bài này, cô giáo chỉ việc thông báo thôi. Đây, cô giáo thông báo là chúc mừng em đã bao nhiêu điểm. Đây, cô giáo nhé, em đã đạt, bị là chúc mừng em đạt bao nhiêu điểm. Cô giáo sẽ phải nối, vẫn phải nối đây, thậm chí là phải nối hai lần kia. Chúc, đây là chúc mừng em đạt, ví dụ như là 10 điểm như thế nhé. Đây, cô giáo đưa cái biến score này vào ở giữa này. Đây, chúc mừng em, mừng em đạt score điểm, chỗ này ghi vào điểm điểm. Đấy là xong, kết thúc. Đến vào đây sau 2 phút thì 2 giây thì dừng lại đấy. Nhưng mà đây là một cái bài hoàn chỉnh rồi đấy, thậm chí một cái chương trình hoàn chỉnh luôn rồi, mà là tạo ra cái phép toán là chính xác luôn, là phép cộng trong phạm vi 20. Chúng ta có thể thay đổi cái chủ đề nhé, thì lát nữa tôi sẽ, chúng ta sẽ cùng bàn thêm việc bắt cái bài này là về phép cộng nhé. Chúng ta chạy thử xem như nào nhé. Đây này, chúng ta chạy thử nhé. Đây, bấm vào đây này. Đấy, em phải chuẩn bị làm bài kiểm tra toán 6,7 bao nhiêu, 6,7 bằng 13, enter. Bài số 2 20, bài số 3 20 nữa, bài số 4 7, bài số 5 19, enter. Máy báo chúc mừng em đạt là 10 điểm. Thấy không nào? Đấy, như vậy chính xác. Thấy không nào? Còn làm sai thì sẽ báo điểm thôi, thấp điểm thấp đấy thôi. Ở nhưng mà đây là một cái bài đầu tiên là rất đơn giản, tôi vẫn dùng chỉ một lệnh, lệnh hỏi đáp, hỏi trả lời thôi. Là chúng ta đã ra được một cái bài lưu về máy nhé. Đây là bài số 4 nhá, bài 4. Làm cái chương trình kiểm tra toán hoàn chỉnh. Thấy không nào? Đó. Thế bây giờ cái bài này, bây giờ tôi muốn thầy muốn tổng quát lên là không phải chỉ có là phép cộng trong phép 20 mà thêm phép trừ thì có khó không? Đấy, với bài này nhé. Bây giờ chúng ta làm phép thêm phép trừ nữa, cộng và trừ trong phạm vi 20. Ở đây là phép vừa rồi là phép sinh, là phép sinh, là phép cộng. Còn trừ thì sao? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Như vậy là cũng không đây, bây giờ chúng ta làm, bây giờ như vậy là vẫn là AB đó nhé. Như vậy là nếu mà A làm
phép tính là đây chúng ta làm cái bài toán là sinh sinh ngẫu nhiên phép toán là phép phép tính cộng trừ trong phạm vi 20 nhé. Tức là hai số AB phải là tổng của chúng là phải nhỏ nó bằng 20, hiệu của chúng cũng vậy. Thì có làm được không? Được chứ. Đây nhé, bây giờ phép cộng này. Phép cộng thì là A sinh ngẫu nhiên từ 1 đến 19 ta biết rồi. Còn B là sinh ngẫu nhiên từ 1 cho đến là 20 trừ A. Đấy, đây là phép cộng nhé. Thì bảo đảm rằng là A cộng B luôn là nhỏ hơn hoặc bằng 20. Thế bây giờ được phép trừ thì sao? Đấy. Thì sao nhỉ? Đơn giản thôi, phép trừ thì là gì? Là A là cái số ngẫu nhiên từ 1 cho đến 20. A là ngẫu nhiên từ 1 cho đến 20. B là phải nhỏ hơn bằng A. Phải nhỏ hơn A. B là phải là từ 1 cho đến A. Từ 1 cho đến A. Đấy. Thì bảo đảm thì lúc yêu bảo đảm là A lớn lớn bằng B thì phép trừ mới có nghĩa. Tức là với điều kiện này thì B là phải nhỏ hơn nó bằng A. Rồi đó chính là cái phép trừ là A trừ B mới có nghĩa. Đấy, như vậy mà A luôn nhỏ hơn 20 rồi, nhưng đây chính là phép trừ cho phạm vi 20. Hay không nào? Thì bây chúng ta làm nhé, như vậy chúng ta bài này dù đơn giản thôi nhưng mà cũng phân tích một tí mà toán học đấy. Là không phải là AB bất kỳ đâu mà A là phải lớn hơn bằng B. Mà A chạy từ 1 đến 20, còn B thì chạy từ 1 đến chuyến A. Đấy. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta làm thử nhé. Bây giờ chúng ta làm bài này. Thế bây giờ cái bài này là khi mà sinh cái đề bài kiểm tra thì giáo viên phải sinh ra là ngẫu nhiên hoặc là cộng hoặc là trừ. Nó lại thế cơ. Thế làm thế nào? Thì chúng ta phải tạo thêm một cái biến nữa để mô tả cái phép toán chúng ta định làm là phép cộng hay là phép trừ. Phép cộng thì sinh khác, phép trừ thì sinh khác. Được chưa? Đây chúng ta làm nhé. Bây giờ chúng ta tạo thêm một cái biến dùng để mô tả cái phép toán là cái gì? Tôi đặt tên là op. Đây là operation cho nó ngắn nhé. Cái op này là như sau. Cái op này là nếu bằng 0 thì là phép cộng, bằng 1 thì là phép trừ. Chúng ta đầu tiên chúng ta tạo phép cộng, phép trừ nó là ngẫu nhiên. À, cho nên là như sau này, chúng ta cùng nhau cùng nó làm, chúng ta sửa một chiếc bài này thôi nhé. Đầu tiên chúng ta là đặt cái biến op này là ngẫu nhiên hoặc là 0 hoặc là 1. Ngẫu nhiên nhé. Thì chúng ta phải sinh này. Chúng ta phải sinh nó là lấy ngẫu nhiên là từ 0 đến 1. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Chúng ta phải chọn cái này nó là ngẫu nhiên là từ 0 cho đến 1. Đấy. Thì nếu mà 0 thì là phép cộng. Nếu là 1 là phép trừ. Các bạn đã hiểu chưa? Đấy, 1 thì là trừ, 0 thì là cộng nhé. Rồi, sau đó chúng ta sẽ sinh AB thì phụ thuộc vào cái ốp này. Cái ốp này nó là 0 thì là nó làm phép cộng. Sinh như vừa rồi. Còn là cái ốp nó là 1 thì nó làm phép trừ. Chúng ta phải sinh chính xác. Rồi làm như sau nhé. Bây giờ tôi tạm thời tôi để cái này ra ngoài nhé. Tôi để các cái này ra ngoài này. Đấy. Và tôi sinh nhá. Đây, tôi tạm để ra ngoài đây nhá. Rồi. Bây giờ tôi làm như sau này. Với bài này nhé thì tôi sẽ phụ thuộc tôi đặt cái vào đây. Vẫn 5 câu hỏi thôi, mỗi câu hỏi như vậy là hoặc là cộng hoặc trừ ngẫu nhiên. Thì đặt cái ốp này là mỗi lần như vậy, đặt cái ốp này là cái toán tử này. Nó là cộng 0 hoặc là 1, nếu 0 thì là phép cộng, nếu mà 1 thì là phép trừ. Các bạn đã hiểu chưa? Rồi, sau đó tôi sẽ với mỗi phép toán như vậy thì tôi sẽ sinh ngẫu nhiên AB tùy theo giá trị là ốp. Ốp bằng 0 thì sinh AB như thế này. Còn nếu ốp mà là 1 thì sinh cái khác đi. Rồi làm thử nhé. Chúng ta dùng cái lệnh là gì? Dùng cái lệnh là nếu không thì. Đấy. Nhé. Nếu như là cái ốp của chúng ta, cái toán tử đấy, cái phép toán ấy, đây cái ốp ấy nhé. Nếu như cái ốp của chúng ta mà là không ấy, thì tức là phép toán là phép cộng, thì chúng ta sẽ sinh như này. Đây. Đó. Nhé, ta để vào đây này. Đấy. Còn nếu mà ốp là 1 thì sinh nó khác đi một chút. Nhé. Thì sinh như sau này. Bây giờ tôi chỉ việc copy để xuống đây cho dễ nhé. Đây. Chỗ này là sinh ra đối với khi mà là ốp là 1 thì là phép trừ nhé. Phép trừ ta kiểm tra lại này, phép trừ thì nhá. Phép trừ là A chạy từ 1 đến 20. B từ 1 đến A để sửa nhé. Như vậy chỗ này là A từ 1 đến 20. Đấy, chúng ta 20 này. Đấy. Còn B từ 1 đến A, tôi bỏ cái này ra, tôi kéo cái A này vào. Đó. Được chưa?
Được chưa? Thế bây giờ để mà trả lời thì tôi sẽ phải bây giờ tôi mới hỏi nhé. Bây giờ tôi mới hỏi như sau đây. Tôi mới hỏi như này. Đây, yeah. Hỏi cũng vậy. Bây giờ nếu mà cái phép đây là phép là phép tổng thì làm như này. Còn hiệu thì làm khác đi một chút. Đây, tôi đưa ngay vào đây. Đó, hỏi nhé. Đây này. Nếu mà bằng không là phép tổng chính là cái này rồi. Còn hiệu thì làm như sau. Đây, đưa vào đây. À, tính ta sửa trước đây thôi. Tính này, tính hiệu. Hiệu, được chưa? Hiệu này a này, đây là thành thành đây là thành trừ này, phép trừ nhé. Đó. Như vậy là mình có thể thay đổi được, nó là ở trên nó cộng dưới nó là trừ, được chưa? Đáp số nó đưa vào cái biến answer. Rồi thì chúng ta bây giờ để cho tính nhanh chúng ta làm như sau này, chúng ta chú ý nhé. Đây. Rất quan trọng như này nhé. Cái biến khi người dùng trả lời nó sẽ đưa vào cái biến trả lời chúng ta sẽ làm như sau. Đây. Bây giờ để cho nhanh chúng ta làm như sau là chúng ta sẽ tạo ra một cái biến nữa để lưu đáp án. Lưu đáp án trước. Sau chúng ta kiểm tra xem đáp án đó là nó trùng với answer hay không. Rồi, chúng ta sẽ tạo một cái biến nữa. Biến này đặt tên là đáp án, rất quan trọng luôn nhé, đáp án. Cái biến này là biến dùng để lưu đáp án nhá, hay đáp số đi. Đáp. Đáp số đi, đáp số nhé. Đó. Sau đó thì là cái biến này dùng để lưu đáp số luôn. Và khi người dùng mà trả lời chúng ta sẽ lưu kiểm tra xem trả lời có bằng đáp số hay không, nhưng mà đọc đúng thì là tăng điểm, không thì thôi. Đấy, thêm biến nữa như là biến đáp số nhá. Thì biến này là như sau này, chúng ta chú ý nhá. Nếu mà ốp là không là tổng thì chúng ta đặt cái biến đáp số là bao nhiêu. Đây chúng ta đặt đây đáp số nhé, đặt cái biến đáp số đặt vào giữa này. Đấy, đáp số là đặt là a cộng b, được chưa? Đấy, chúng ta đặt là a cộng b, tính trước cho nó dễ, được chưa? Đặt đáp số là a cộng b, là a cộng với b. Còn nếu mà là ốp bằng một ở dưới này thì chúng ta đặt cái đáp số đó bằng phép trừ, bằng a trừ b. Đáp số ở đây chúng ta đưa vào đây trên cái này nhé. Đấy, là a trừ b, thấy không? A trừ b đó. Chúng ta đưa cái này vào đây, a trừ đi b. Các bạn thấy, nhưng mà cái bài này rất đơn giản thôi nhưng mà làm cũng phức tạp phết. Rồi khi mà người dùng nhập xong rồi thì chúng ta kiểm tra ở đây thôi. Đây, chúng ta kiểm tra ở chỗ này này. Đấy, chỗ này này. Đấy, đó. Nếu trả lời bằng đáp số thì là bằng đáp số thì tăng điểm lên 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 2, còn không thì thôi. Cái cùng vấn đề ở đây vẫn như thế đó, thấy không nào? Nhưng mà chúng ta sửa đi một chút thôi để ra hoàn thiện một cái bài toán khó hơn một chút. Cô giáo ra bài bài kiểm tra là làm toán mà sinh ngẫu nhiên, nhưng mà cái bài này là không phải chỉ là chỉ phép cộng mà cả phép trừ nữa, cộng trừ cho phạm vi 20. Đấy. Thì ra cái bài này các bạn về nhà các bạn có thể tổng quan hóa lên nhé. Vì bài này tôi lưu này, cái bài là lưu, đây là bài số mấy, đây là bài 5. Bài 5 là kiểm tra toán, kiểm tra cộng trừ trong phạm vi 20. À, nhưng mà anh vẫn là cái bài đó, nhưng mà thấy là chúng ta thấy là nó có rất nhiều các bài tập. Bây giờ tôi làm thử cho bạn xem thử nhé. Đây này, sinh ngẫu nhiên nhé. Đây, em hãy chuẩn bị bài kiểm tra toán. Đầu tiên là 10 trừ 7 này nhé. Tôi đáp là 3 này. Bài số 2 là cộng 7 cộng 3 là 10. Bài số 4 3 trừ 1 còn 2. Bài số 5 3 trừ 2 bằng 1. Bài số 5 là 14. Đảm bài tất cả. Chú em đạt 10 điểm. Là bạn hết như vậy thôi. Nhưng mà cái bài toán này nó phong phú hơn rồi. Phong phú hơn là cho phép là cái tính chúng ta là hoặc là cộng hoặc trừ ngẫu nhiên. Để các bạn thấy không nào? Nhưng mà cái bài này là cái bài khó hơn rồi đấy. Như vậy là vẫn chỉ là cái bài tập tương tác đơn giản thôi, mà chúng ta có thể tạo ra một cái chương trình kiểm tra toán là tương đối hoàn chỉnh và nó sinh rất là ngẫu nhiên. Đấy, rất là hay luôn đúng không nào? Chứ cái việc sinh này các bạn chú ý, khi sinh ra một cái đề toán là nó phải chính xác theo cái thức mà chúng ta muốn. Đấy, là cộng trừ cho phạm vi 20 khác, cộng trừ cho phạm vi 100 thì lại khác, chú ý nhé.
công trình trong vòng phạm vi 20 thì không thể là ra các bài tập là 12 cộng với 15 thì không được, tổng đó là tổng là bằng 27, là vượt quá 20 rồi thì cái đề bài nó ra là bị sai. Cho nên cái đề bài ra là nó phải chính xác nhé. Đấy, cái đó là cái rất quan trọng luôn nhé, nó ra nó thành phần mềm được. Như phần mềm chúng ta làm phần mềm là cho học sinh lớp 1 làm, học sinh lớp 1 học kỳ 1 chỉ học làm cộng trong phạm vi 20 thôi, mà chúng ta cho ra cái đề bài là phải cộng là vượt quá 100 là bị sai, hay vượt quá 20 là sai. Đó, được chưa? Thì đó là cái bài, cái phần đầu tiên mà tôi muốn nói. Bây giờ chúng ta sang cái phần tiếp theo là bây giờ nhé, là bây giờ tôi rất nhiều bài tập là họ muốn kiểm tra cái đầu vào, bây giờ nhập một số từ bàn phím chẳng hạn, nhập số n, nhưng phải yêu cầu là nhập liên tục cho đến khi mà nhập đúng thì thôi, được chưa? Ví dụ nhé, bây giờ yêu cầu nhập số từ bàn phím, yêu cầu số là phải là một số dương và là một số nguyên thì làm thế nào? Phải là một số dương, nhập một số dương từ bàn phím, có thể là số thực, có thể là số nguyên thì làm thế nào? Đó, bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài này nhé. Tức là bây giờ chúng ta này, sang cái bài là gì, là kiểm tra cái đầu vào đúng thì thôi nhé. Bây giờ làm bài đầu tiên này, kiểm tra được bài đầu tiên nhé. Tức là bây giờ chúng ta cùng nhau làm những cái bài tập như thế này, là dùng cái việc này để kiểm tra cái việc nhập đầu vào, kiểm tra nhập đầu vào. Đấy. Thì chúng ta phải yêu cầu, tôi lấy ví dụ nhé, ví dụ là nhập số n, nhập số n, nhập yêu cầu là n là một số dương, là một số dương. Còn nhập là một số âm thì máy báo lỗi, máy bảo là bạn nhập sai rồi, bạn yêu cầu nhập lại. Nhưng phải nhập liên tục cho đến khi mà n bằng n là dương, đúng không? Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải dùng lệnh là lặp thôi, repeat cho đến khi, đúng không? Cho đến khi mà n bằng, chúng ta làm như này, dùng lệnh là repeat, đúng không nào? Repeat này. Repeat là nhập số n cho đến khi until n lớn không thì dừng lại. Đấy. Vậy chúng ta nó là như thế này. Và cái số n đó là cái số mà chúng ta sẽ phải nhập nhé. Nhập chúng ta đấy. Rồi chúng ta làm như sau, bài này đơn giản như sau. Bây giờ tôi làm new cái mới này. Đấy, cũng như vậy cho cái này nhá. Tôi luôn cho cô giáo cho nó dễ, cho hình dung thôi. Con mèo chúng ta xóa đi. Đấy. Được rồi, bây giờ bài là nhập số n từ bàn phím, cho đến khi nào n là dương thì thôi. Chúng ta tạo biến là biến n. Đây, tạo biến là n nhé, n. Đấy, n đấy nhé. Cái biến này tôi có thể bỏ hơn, tôi xóa đi được. Đó. Thế làm thế nào? Nếu mà nhập sai thì thông báo cho người là bạn đưa cầu nhập lại. Được chưa? Đây. Chúng ta làm thử nhé, rất đơn giản thôi, chúng ta phải nhập liên tục cho đến khi n lớn không thì dừng lại. Đây nhé. Rồi bây giờ như sau này, chúng ta sẽ phải lặp liên tục, dùng cái lệnh là gì, dùng cái lệnh là repeat until. Đây, lệnh là lặp cho đến khi. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đấy, thì đầu tiên chúng ta để cho nó chạy thì chúng ta sẽ phải làm như sau. Chúng ta đầu tiên chúng ta đặt một cái n làm số, lập số bất kỳ, đặt bằng 0 đi nhé. Đấy, chúng ta đặt vào cái phép biến số này, chúng ta đặt n bằng 0 này. Đấy, lập cho đến khi nhé, cho đến khi gì, cho đến khi n là dương. Chúng ta vào cái lệnh là cái phép toán đây, cái biểu thức lớn hơn đây. Đấy, lập cho đến khi là n là dương thì dừng lại, n là dương, n lớn 0 dừng lại. Nhé. Giờ chúng ta làm như sau này, chúng ta lặp này, chung dung lệnh là đây, cảm biến đây. Hỏi. Hãy nhập số lớn hơn 0. Đấy, thông báo cho người dùng biết nhé. Và họ và đợi. Sau đó chúng ta lập tức chúng ta gán cái biến n này chính là cái trả lời này.
gắn với trả lời luôn. Và kiểm tra. Nếu n mà là nhỏ hơn 0 ấy, nhỏ hơn bằng 0 ấy, thì chúng ta thông báo là làm bạn nhập lại, đúng không? Để chúng ta kiểm tra. Còn không thì chúng ta thoát ra, đúng không? Chúng ta dùng lệnh nếu đi, nếu nhé, nếu đây. Nếu mà n lớn không là sai nhé. Đấy. Là nếu này, nếu mà là dùng lệnh là not đi, không đi, đâu rồi, lệnh là không phải đây này, không phải nhé. Nếu mà không phải n lớn không đây, thì thông báo cho người dùng, thông báo là hãy nhập lại, đây thông báo là đây, đây thông báo là nhập sai rồi, nhập sai, hãy nhập lại. Và hiện ra trong phòng 1 giây thôi. Được chưa? Đấy, chúng ta để vào đây. Đấy. Và nhập liên tục cho đến khi xong rồi thôi. Khi nó thoát ra thì thôi. Ra đây thì okay, thông báo câu là bạn đã nhập đúng. Nhập đúng. Đấy, thấy không nào? Đấy. Làm thử nhé, kiểm tra này. Đây. Nhập số lớn không này. Tôi nhập là trừ 0. Là trừ 10. Lỗi nhập sai rồi anh nhập lại nhé. Nhập lại này với 0 cũng là sai. Hãy nhập lại. Trừ 7 cũng bị sai, nhập lại nhập cho đúng thì thôi. Tự nhiên nhập là 8 đúng. Bạn đã nhập đúng. Thấy không nào? Thế đây cái bài tập đơn giản là rất nhiều bài tập đối với câu lọc nhập chính xác vào nó mới có mình có nghĩa nhé. Đấy, thì bài này tôi kiểm tra nhập đúng này, tôi ghi cái bài này là bài số bài 6 kiểm tra nhập dữ liệu. Nhập dữ liệu. Đấy. Đầu tiên. Được chưa? Bây giờ bài này khó hơn này, bài số 2 nhé. Yêu cầu là nhập số n phải là một số dương nhưng mà là phải là một số tự nhiên cơ. Nhập số 8 thì đúng, nhập số 8.1 thì là sai. Thì có cách nào để kiểm tra được không? Đó thì có nhá. Chúng ta chú ý ở trong Scratch ấy thì kiểm tra một số n là nguyên. Kiểm tra bằng cách nào? Kiểm tra bằng cái hàm floor. Như vậy là n là nguyên khi và chỉ khi là n bằng cái hàm floor đó. Floor n. Đấy, đây chú ý, đây chính là cái điều kiện để mà n là floor là cái hàm làm tròn xuống nhé, thì đây là cái điều kiện để mà làm tròn xuống, điều kiện để n là nguyên. Đấy, thì bây giờ cái bài của chúng ta là bây giờ bài số 2 nhé, là yêu cầu là nhập một số nguyên dương từ mặt nguyên dương nhé, thì làm như sau. Ví dụ là cái điều kiện là nhập. Ví dụ như là yêu cầu là nhập như sau, yêu cầu là nhập một số nguyên dương từ bàn phím. Thì yêu cầu như sau, yêu cầu là n là nguyên, tức là n là bằng floor của n đồng thời và hay là n đồng thời là n phải lớn không thì được. Đây chính là cái điều kiện là kiểm tra xem n là một số nguyên dương nhập vào từ bàn phím. Thấy không nào? Đấy, chúng ta ghi cái này lại nhé. Cái này là cái rất n lớn không là dương, còn n bằng floor n là được quyền là đây là n là số nguyên. Đấy. Thì dùng cái phép toán logic thôi là sẽ làm được. Đấy, như chúng ta làm bài này nhé. Bài này cô giáo yêu cầu là hãy nhập một cái số nguyên dương, nhập một cái số nguyên dương. Nguyên dương. Nguyên dương. Đấy, nguyên dương thì làm thế nào? Đây, chúng ta kiểm tra như sau nhé. Đây này, kiểm tra này, n này. Đơn đặt n bằng 0 này. Chúng ta dùng phép toán sang đây. Dùng phép toán là phép và. Phép và nhé. Đây. Điều kiện là n là phải lớn hơn 0. Đồng thời là n bằng floor n. Chúng ta làm phép cộng đây. Đồng thời này. Đồng thời là n phải bằng cái hàm floor của n. Hàm floor là hàm này đây. Chúng ta kéo đây nhé. Chúng ta gọi cái này ra. Và cái hàm floor chính là cái hàm làm tròn xuống đây. Đấy. Chúng ta kéo cái này hàm chính là floor đấy. N. Đấy. Đây này. Đấy.
N là bằng floor của N. Chúng ta đưa cái này vào đây. Đây chính là cái điều kiện là kiểm tra N là nguyên dương cái này. Đấy. Đấy, như vậy là lặp lại cho đến khi mà N là nguyên dương nhé. Đấy. Sửa lại này thôi. Bây giờ chạy thử nhé. Đây. Tôi nhập vào nhập N bằng trừ 9. Máy vẫn báo lỗi, nhập sai. Bây giờ tôi nhập là 8.9 thì máy vẫn báo lỗi. Tôi nhập là 7 thì mới ăn. Đấy. Đây là bài tiếp theo nhé. Bài này là cái bài là bài 7 kiểm tra nhập số nguyên dương. Đấy. Thấy không nào? Đấy. Đấy, như vậy đây là cái điều kiện, đây là cái bài mà kiểm tra cái đầu vào rất hay dễ sử dụng nhé. Nhưng mà chúng ta làm một cái bài là một cái sinh cái bài kiểm tra đúng không nào, kiểm tra đầu vào. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm một cái bài tập nữa trước khi nghỉ nhé. Hôm nay tôi vẫn hơi chưa khỏe hẳn, vẫn hơi mệt, vẫn hơi bị. Chúng ta làm một cái trò chơi nhé. Thì trước khi làm chơi chúng ta chú ý như sau này. Đây nhé, đối với Scratch ấy, thì người dùng làm nhân vật có quyền hỏi. Đây nhé, bây giờ tôi làm new cái mới này. Đây. Con mèo cũng hỏi được đây, mèo đây nhé, mèo hỏi đây này. Đây. Đấy. Như vậy là con mèo là hỏi được, như vậy hỏi được. Thứ hai là sân khấu cũng hỏi được nhé. Đây cái hình này là hình là nhân vật chúng ta hỏi, còn đây sân khấu, đây sân khấu hỏi được, đây sân khấu hỏi thì đánh giá như này. Vì tôi sân khấu đây đó, sân khấu ở dưới này. Như vậy sân khấu cũng hỏi được mà nhân vật cũng hỏi được nhé. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Bây giờ chúng ta làm bài tập sau đây này nhé. Bài tập sau đây thôi, chúng ta làm con mèo thôi. Bây giờ chúng ta làm trò chơi như sau này. Trò chơi như này nhé. Bây giờ con mèo sẽ chạy từ bên phải sang bên trái màn hình, xong chạy lại từ bên phải, liên tục, được chưa? Vừa chạy mèo vừa hỏi, chúng ta phải trả lời, được chưa? Chúng ta trả lời, nếu trả lời đúng thì được tăng điểm, trả lời sai thì bị trừ điểm. Nếu trả lời đúng nhé, thì mèo sẽ thay một cái bài tập khác, được chưa? Đấy, trò chơi nhé là chạy, mèo chạy từ trái sang phải màn hình liên tục như vậy, và vừa chạy vừa ra bài toán, ví dụ là phép cộng chẳng hạn, và chúng ta sẽ trả lời, và mèo liên tục hỏi chúng ta trả lời. Nếu chúng ta mà trả lời sai thì mèo sẽ bị mèo skill pop và trừ điểm, xong mèo ra câu hỏi mới. Nếu mà chúng ta mèo trả lời đúng thì mèo cũng kêu meo một cái cho là tăng điểm, và mèo sẽ ra câu hỏi khác, cứ như vậy, được chưa nào? Như vậy là một trò chơi đơn giản thôi nhưng mà rất là hay. Và trò chơi dừng lại là sau thời gian là 30 giây thì ai mà được điểm cao nhất thì người đó là thắng, được chưa? Mèo đi nhanh chứ chúng ta phải trả lời thật nhanh thì mới được. Đấy, rồi chúng ta làm thử bài tập một cái trò chơi nhé. Đây là một cái trò chơi đơn giản thôi nhưng mà rất hay. Rồi chúng ta làm thử này. Đầu tiên chúng ta lập trình cho mèo chạy từ phải sang trái đã nhé. Đây chúng ta lập trình đây. Đầu tiên nhé, mèo sẽ liên tục chạy từ phải sang trái màn hình. Khi sang trái thì mèo lại gặp bên phải, lại gặp lại nhé. Đây chúng ta sẽ làm sau nhé. Chúng ta sẽ đây, mèo sẽ liên tục không. Bây giờ như này, đầu tiên là để ở đây nhé. Đầu tiên chúng ta cho mèo xuất phát từ ở đây. Đấy nhé. Chúng ta cho mèo xuất phát từ vị trí này. Đấy. Và mèo đầu tiên là mèo chạy, mèo quay về hướng bên phải. Được chưa? Chương trình bắt đầu khi chúng ta bấm phím space. Đấy, thế cho nó hay hơn nhé. Khi bấm phím space thì bắt đầu chơi. Đấy. Rồi,
Bây giờ chúng ta làm như sau này. Nếu mà đây nếu mà sự kiện khi người dùng bấm phím space, phím trắng đây nhé, đó, thì mềm bắt đầu liên tục chạy từ trái sang phải đây. Chạy cho đến khi nào? Chạy cho đến khi mà kết thúc thì thôi. Được chưa? Bây giờ chúng ta làm như sau. Chúng ta phải cần phải rất nhiều biến nhé. Chúng ta bây giờ chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ tạo cái biến đây. Tạo cái biến là biến A để sinh cái phép toán nhé. Giả sử phép toán chúng ta là phép cộng đi. Các bạn có thể làm nhé. Đây, tạo ra cái biến là biến A này. Được chưa? Tiếp theo tạo cái biến là biến B này để sinh ra phép toán này. Giả sử ta là phép cộng cho V20 cho đơn giản nhé. Rồi, sau bây giờ chúng ta sẽ làm một cái biến timer. Biến timer để kiểm tra. Cái timer này là chương trình sẽ dừng khi mà timer bằng 30 giây. Được chưa? Đó. Chúng ta bắt đầu nhé. Đây. Các bạn cùng nhau làm với tôi nhé. Thì đầu tiên này, sân khấu sẽ là cái nơi mà chúng ta sân khấu là cái nơi mà tính nhá. Đây. Sân khấu nhá. Bắt đầu chơi này, chúng ta đặt cái biến là biến timer bằng 0. Biến timer bằng 0. Đấy. Khi người dùng bấm phím space thì biến timer bắt đầu chạy đến 30 thì dừng lại nhá. Đây chúng ta sẽ phải repeat until. Chúng ta dùng lệnh điều khiển là lặp cho đến khi đâu rồi? Đây. Lặp cho đến khi cái biến timer bằng 30 thì dừng lại. Cho đến khi mà cái biến timer bằng 30 thì dừng lại nhé. Cái biến timer đây, timer bằng 30 thì dừng lại. Lỗi, phải là dấu bằng cả. Hãy lớn đổi thành dấu bằng nhé. Dấu bằng đây, biến bằng 30, tôi định là chạy 30 giây thôi nhé. Thì như sau này, ở đây nhé, ở chỗ này là biến này là cứ sau đợi 1 giây thì chúng ta tăng. Sau 1 giây chúng ta tăng cái biến timer lên một đơn vị, như vậy nó có thể là đúng không? Thay đổi cái biến timer lên một đơn vị và sẽ dừng sau 30 giây. Đây, 30 giây đây. Hết 30 giây là dừng chương trình nhé. Đó. Đấy, thì sau khi dừng chương trình ta đây, chúng ta có thể đặt cái lệnh là stop on đấy cũng được. Hãy để bên kia đi. Hãy để đấy cũng được, không sao. Chúng ta sẽ dùng cái lệnh là stop on. Dừng tất cả. Đấy. Đấy. Như vậy sân khấu là cái nơi mà điều khiển nhé. Rồi chúng ta bắt đầu điều khiển mèo này. Đây là mèo nhé. Khi bắt đầu chạy này, mèo sẽ liên tục chạy cho đến khi mà lặp lại này. Lặp lại cho đến khi mà timer bằng 30 thì mèo cũng dừng lại. Cho đến khi mà cái timer bằng 30 đây. Cho đến khi mà cái timer đâu rồi? Cái biến là biến timer bằng 30 thì dừng lại. Đấy, tất cả dừng lại ở đây nhé. 30. Đấy. À, chúng ta thêm biến nữa là biến score này nhá. Biến score để ta đếm, để ta cho điểm của người dùng nhé. Biến score để ở đây nhé. Ban đầu chúng ta đặt score bằng 0. Đây. Ta để ở đây nhé. Được rồi. Thì mèo như sau. Mèo sẽ liên tục chạy trái sang phải này. Mèo sẽ luôn luôn là move về bên phải là 10 bước đây. Nhé. 10 bước. Ta để 5 bước cho nó ngắn, cho nó dễ nhé. Và liên tục là mèo dùng cái chuyển sang dùng hiển thị trang phục kế tiếp ở đây. Liên tục. Khi sang phải thì quay lại bên trái. Đây, chúng ta chú ý nhé. Đây chúng ta dùng lệnh này. Nếu mà cái tọa độ x của mèo mà vượt quá 90, 240 thì quay lại bên trái. Nếu đây nhé. Đây. Nếu mà cái tọa độ x của mèo. Đây. Tọa độ x của mèo mà lớn hơn 240 thì là chạy sang bên phải. Thì chúng ta đặt lại, chúng ta đặt lại cái xì, đặt xì bằng -240, mèo chạy lại từ bên trái, -240, đấy. Như vậy sẽ mèo sẽ chạy liên tục đây, đây này, đấy, đặt thử ngay thử như này, đấy,
liên tục thế không nào, liên tục chạy nhá. Đấy, cái biến score chúng ta để lên đấy cho nó nhìn được nhá. Đây đây score đây nhá, được chưa? Rồi sẽ biệt tiếp theo chúng ta sẽ làm, sẽ lập trình để mà tính cho mèo ra câu hỏi nhé. Đây chúng ta làm như sau. Đây chúng ta lên trên đây và chúng ta dùng lại cái lệnh đấy một lần nữa nhé, sự kiện này phim trắng đây nhé. Đấy, mèo sẽ liên tục như thế này này. Đấy, mình chút làm lại cái này một tí nhé, hơi chịu khó một tí nhé các bạn. Đây chúng ta bỏ cái này ra, hãy em xong với nhau cũng như vậy, lặp liên tục như sau này. Đây nhá, liên tục nhá. Đây chúng ta chú ý nhé, liên tục như sau này, chúng ta sẽ sinh ngẫu nhiên A và B. Đây chúng ta chú ý vẫn là cái bài đó thôi. A đây nhá, đây là B đây nhá, sinh ngẫu nhiên đây. Sinh ngẫu nhiên đây, B đây nhá. A này, A cho nhắc lại là A là cái số ngẫu nhiên phép cộng phạm vi 20 nhá, từ 1 đến 19. 19. Còn B là sinh ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 cho đến 20 trừ A. Chúng ta nhớ lại nhá, phép trừ đâu? Phép trừ ở đây. 20 trừ A vậy đây. AB là phải cộng lại là bằng, là phải bằng, và nhỏ hơn là bằng 20. Đấy như vậy. Đó. Sau là mèo liên tục hỏi. Mèo liên tục hỏi như sau. Đây, mèo sẽ đây. À, cái chỗ này xin lỗi, chỗ này phải để trên này cơ, để ra ngoài. Đấy. Nếu mà người dùng mà để ở đây thì nó nguy hiểm lắm, lặp mà mèo sẽ liên tục hỏi nhá. Sinh ngẫu nhiên à, không, để bên trong đúng. Cái này chúng ta chú ý để bên trong là đúng rồi. Để bên trong này và mèo sẽ hỏi. Đây, mèo sẽ hỏi. Đây. Tổng AB là bao nhiêu này? Chúng ta nối này. Tổng nhá. Tổng, tính tổng AB. A tổng A cộng B bằng bao nhiêu? Đấy, hơi dài một tí nhé. Đây, đưa vào đây này. Đấy. Tổng này. Tổng của A cộng với B bằng, sẽ liên tục hỏi. Đây, liên tục hỏi. Nếu người dùng mà trả lời mà là đúng mà là sai thì bị trừ điểm và sau đó lại. Đây. Nhưng chúng ta sẽ mail, chúng ta trả lời luôn đây nhé. Đây. Và cái lệnh là nếu mà sai, nếu đây, nếu nhé. Nếu này. Nếu mà trả lời. Đây. Nếu mà trả lời đâu rồi? Nếu mà cứ trả lời này mà bằng A cộng B thì là đúng cái gì? Được không? Đây. Mà bằng, nối cái này vào. Đây. Nối, nếu mà bằng A cộng B. A cộng B thì đúng. Thì mèo sẽ kêu meo một cái, mèo sẽ kêu meo là đúng nhá. Mèo kêu meo và đúng và sẽ thêm điểm. Và sẽ tăng score lên một đơn vị. Đây. Và tăng score lên một đơn vị, thay đổi score lên một đơn vị. Đấy. Lên một đơn vị. Và thoát ra đây và lại sinh lại cho câu hỏi khác. Đấy. Còn nếu sai thì mèo sẽ kêu là sai. Tôi ghi thêm âm thanh đấy nhé. Để âm thanh đây. Mèo là đúng rồi, bây giờ làm tôi sẽ bổ sung âm thanh vào đây. Tôi bổ sung âm thanh. Tìm cái pop đi. Pop là sai nhé. Để pop đây này. Đấy, pop là sai. Đấy, thì nếu mà làm sai thì mèo kêu pop một cái cho và trừ điểm, và điểm mà trừ đi. Phát âm thanh là pop. Đây. Phát âm thanh pop. Và sẽ trừ điểm, thay đổi cái score này đi là trừ một đơn vị. Trừ một. Chỗ này là trừ một. Đấy. Thấy không nào? Đấy thôi. Bây giờ tôi sẽ thử cho bạn xem nhé. Đây này. Bắt đầu này nhé. Này. Không nhé. Bấm space này. Đấy. Vừa chạy vừa đấy nhé. Nó chạy nhé. Bao nhiêu nhỉ? 19 cộng 1 đúng không? 20.
Đúng rồi. 1 cộng 8 là 9. Đúng rồi. Bấm lung tung nhé. Đấy, pop là sai nhá. Pop sai. Pop sai. 17 cộng 2 là 19. Mèo, đúng không? Mèo chạy nhanh quá không nhìn thấy gì cả. Đấy, cứ như vậy thời gian chạy mà khi mà hết score nó không tăng điểm ở đây à. Hết hết giờ rồi này. Thay đổi score lên một đơn vị. À mình đã lần nãy là mình trừ điểm nhiều quá mà. Đúng không? Mà việc là được một điểm thôi. Kết thúc. Vì cứ bị làm sai thì bị trừ điểm. Bây giờ cho chân chân lại tôi sẽ giảm cái tốc độ nhanh quá, tôi giảm cái này là còn 3 thôi thì nó sẽ vừa hơn này. Đấy, bây giờ bài này là cái bài trò chơi nhé. Một đây là bài số mấy? Bài số bài 8. Bài 8 là trò chơi. Trò chơi tính nhanh. Như là chúng ta chạy thử một phần to chạy thử nhé. Đây. Bấm space này. Đấy. 16 cộng 2 là 18. Mèo. 5 cộng 8 là 13. Hai tăng lên 2 điểm rồi kia. 19. 3 điểm. 15. Đấy, 4. À chết, 4 sai rồi. Không được. Trừ đi này. 4 cộng 3 là 17 này. Đấy, cứ như vậy đúng không? 9 hay còn là 20 này. Đấy. Như vậy là một cái trò chơi rất đơn giản rồi cho học sinh làm rồi. Đấy, hết rồi, thời gian là được có 5 điểm thôi. Thấy không nào? Chúng ta có thể hãy nữa chúng ta có thể hiện lên màn hình cho hiện lên màn hình cái hiện lên màn hình cái thời gian cho học sinh cho thích. Đấy. Score ở bên này. Thời gian ở bên này. Đấy. Được chưa? Chúng ta ghi lại này. Đấy, trò chơi đây nhé. Đấy, như vậy cho bạn thấy nhé. Như vậy là chỉ rất đơn giản thôi, ra vào thôi, chúng ta có thể làm ra một chương trình, cái chương trình game rất là hay, rất đơn giản. Nó rất đơn giản thôi. Đây là cái dạng rất đơn giản nhất thôi. Còn chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng ra thành những chương trình rất là hay nữa. Rất là hay nữa. Như vậy là cái đầu ra đầu vào này chính là cái tương tác, tạo ra cái tương tác với người dùng. Và đây mới là ý nghĩa của cái lệnh này, chứ không phải hiện nay là cái thi học trẻ nó toàn đầu ra đầu vào theo kiểu như là đầu ra đầu vào theo đúng nghĩa của là thuật toán, làm toán không hay. Cái phần là những như này nó mới hay, ý nghĩa của cái việc vào ra, được chưa? Đấy. Mà đây nó chỉ là phép cộng thôi, còn cho mèo nó làm các cái phép toán của chúng ta là phép cộng, phép trừ nữa, là nhân chia nữa, làm nhân mà chia nữa thì càng khó hơn. Đấy, đây chỉ là phép cộng thôi, còn các bạn có thể về nhà làm tiếp thành những cái bài mà nó là phép trừ nữa đó, thì chúng ta chú ý nhé. Đấy, thì đó là cái trò chơi này. Đấy. Bây giờ tôi cái bài này, bài thấy nó có nhược điểm không? Nó có nhược điểm là như thế này. Nhược điểm là khi con mèo nó chạy, nó nhìn nó khó nhìn quá. Bây giờ có cách nào là để cho nó mà làm thế nào để cho nó chạy đi chạy lại mà nó ấy được không? Thì ta không được cho mèo chạy nữa. Ta đổi con mèo thành một nhân vật khác đi. Thì nó không bị ấy, nó không bỏ đi cái lệnh này. Chúng ta bỏ đi cái lệnh là cho mèo nó bỏ đi cái này này. Bỏ đi cái này nó sẽ đỡ hơn, nó đỡ bị rung hơn. Đây này. Mình này không hay lắm. Bây giờ chúng ta sửa con mèo thành một cái đám mây. Chúng ta thêm vào đây, chúng ta tìm cái đám mây nó đẹp hơn. Đây cái đám mây, đây đám mây này. Đám mây. Đấy, đám mây nhé. Không, xin lỗi. Con mèo đây này. Con mèo ở đây như chúng ta thêm vào đây, chúng ta thêm vào đây là cái đám mây cloud. Đây đám mây đây nhé, đám mây đây đó. Bây chúng ta xóa cái này đi. Đấy. Thì nó sẽ hay hơn nhé. Đây vẫn bài này thôi, chạy thử đây đây. Đấy, trông hay hơn đúng không? Đấy, nó nhìn vẫn rõ là 13-3 đúng không? 13-3 đây là chúng ta làm bình thường, như vậy bài này nó hay hơn. Đấy.
Được chưa? Thế bài này tôi ghi lại nhé. Bài này tôi ghi lại là ghi lại là cái bài số 7, bài số 9 đây, bài 9 nhé. Bài 9 là trò chơi với đám mây. Đám mây. Đấy. Bìa bài này tôi thầy mới sửa đi một chút nhé. Bìa thì không muốn làm mây nữa, thì muốn đám mây nó cứ di chuyển và nó hiện ra cái, còn chúng ta sẽ nhập ở phía dưới này cơ. Đấy. Thì bài này hay hơn, bài này hơn này. Đã cái đám mây sẽ không phải là một đám mây mà nhiều đám mây chạy đi chạy lại, và đám mây sẽ di chuyển mang theo cái mang theo cái phép tính nhé. Và cái người mà ra câu hỏi là không phải đám mây mà là sân khấu cơ. Đó, thì làm sao giữa đám mây và sân khấu để làm sao nó luôn hiện ra được cái đó thì mới là cái chúng ta chú ý nhé. Đây, bây giờ chúng ta làm bài này sẽ khó hơn là bài lúc nãy nhé. Trò chơi này sẽ hay hơn là trò chơi lúc nãy, vẫn làm phép toán thôi nhé. Bây giờ chúng ta lưu lại cái mới này rồi thì như sau nhé. Chúng ta xóa con mèo đi và chúng ta đưa vào cái đám mây. Đâu, lệnh cloud đâu rồi? Đây, cloud nhé. Đây, cloud sẽ di chuyển từ trái sang phải và hiện ra, và luôn hiện ra cái phép toán. Và sân khấu sẽ là người hỏi, chúng ta trả lời. Được chưa? Rồi cái mà sân khấu sẽ là nơi lưu các cái biến đó. Để chúng ta làm bài này nhé. Hay hơn bài lúc nãy. Vẫn là phép toán thôi, nhưng mà sẽ hay hơn. Các bạn chú ý nhé. Bài này đòi hỏi cái thiết kế nó khó hơn một chút. Chúng ta cùng nhau cùng tôi làm nhé. Về nhà các bạn sẽ tìm hiểu và sẽ thấy là nó hay hơn nhé. Đây này, cũng như vậy thôi. Bây giờ tôi làm ra các biến đặt tên là A này. Vẫn như vậy thôi nhé. Tôi tạo ra cái biến đó là A này, biến đó là B này. Đấy, là cái biến dùng để lưu cái đấy nhé. Và tôi cũng đồng thời tôi làm một cái biến là đáp số luôn nhé. Đáp số để tôi lưu cái đáp số để sau này làm cho nó dễ. Đáp số này, được chưa? Rồi sau đó là như sau. Sau đó là tôi làm vẫn là cái biến là score. Vẫn như thế, vẫn là biến score. Vẫn là biến score đây nhé. Vẫn là biến là thời gian, timer. Đấy, timer tôi để ở đây. Được chưa? Rồi. Làm bắt đầu nhé. Chúng ta cùng nhau làm này. Đầu tiên là tất cả tôi tập trung vào sân khấu trước này. Sân khấu sẽ là cái nơi mà để mà ta bắt đầu sự kiện đó. Để ban đầu đấy nhé. Ban đầu chúng ta đặt cái biến A. Không. Chúng ta đặt cái biến score bằng 0 này. Score bằng 0 và biến timer bằng 0. Biến timer bằng 0. Được rồi. Khi bấm phím space thì bắt đầu nhá. Bấm phím space đây này. Đấy. Được chưa? Khi bấm phím space nhá thì như sau này. Chúng ta chú ý có quan sát nhá. Thì đây. Khi bấm phím space nhé, thì một mặt là gì? Một mặt là ta đặt cái thời gian đấy nhé. Một đặt chúng ta cứ liên tục đặt thế này. Một đặt một mặt chúng ta vẫn cho liên tục cái thời gian nó chạy, lặp lại cho đến khi mà cái timer nó bằng khi mà cái timer nó bằng 30 thì dừng lại. Đây, timer này, timer bằng 30 thì dừng lại, làm trong một nửa phút thôi. Và làm như sau, chúng ta sẽ đợi 1 giây, sau đó là tăng cái thời gian, tăng cái timer lên 1 đơn vị nhé. Timer lên phải đặt mà là ta thay đổi cái timer lên 1 đơn vị. Đấy, và khi kết thúc chúng ta cho nó dừng lại, lệnh stop on. Đây, được chưa? Được rồi, bây giờ chú ý nhá.
Bây giờ chúng ta làm tiếp tục này. Sân khấu là cái nơi mà sinh ra cái phép toán đó nhé. Đây chúng ta làm như này, sự kiện này, khi người dùng bấm phím trắng này đó, thì cũng như vậy lặp lại ở đây liên tục này, lặp lại ở đây nhá, liên tục chuyển cái timer bằng 30 này. Đấy, chúng ta chú ý nhé, đây các bạn cùng nhau làm đây, cùng ở đây nhé, đây 30 này. Chúng ta như sau, chúng ta sẽ sinh ngẫu nhiên A bằng này, B bằng này. Đó. A bằng và B bằng đâu rồi? B bằng là, và sinh luôn cái biến đáp số luôn, ba cái luôn nhé. Đấy, A bằng bao nhiêu? A là bằng ngẫu nhiên từ 1 đến 19, giống như lúc nãy nhé. 19, cộng cho phạm vi 20. B là ngẫu nhiên từ 1 cho đến 20 trừ A, giống như lúc nãy. Đây. Bằng 20 trừ A nhé. Các bạn về các bạn có thể tổng quát hơn, nhưng mà trước mắt tôi làm 20 trừ A. Đấy. Và cái đáp số này nó là luôn nó bằng là A cộng B. Tổng nó bằng A cộng B. Đây. Bằng để ta so sánh. A cộng B. Đây. Bằng là A cộng B. Được chưa? Sau đó sân khấu là người sẽ hỏi. Nhưng mà không hỏi là cụ thể A cộng B, mà hỏi như sau. Đây. Đây. Hãy nhập đáp số phép tính. Đấy. Phép tính này là ai đưa? Phép tính này là đáp mây nó sẽ đưa. Đấy. Được chưa? Đấy. Và cũng như vậy thôi. Và kiểm tra này. Sau đó là sân khấu sẽ kiểm tra. Đấy. Nếu mà cái người dùng trả lời là answer đấy, là answer trả lời đấy. Nếu mà cái trả lời này mà bằng đáp án nhé, bằng đáp số nhé, bằng đáp số thì kêu pop một cái, thằng đấy tôi cho làm pop, thì kêu pop một cái và tăng score lên và thay đổi score. Còn làm sai thì thay đổi score về âm một đơn vị. Score trừ đi. Đó. Và cả hai trường này đều làm lại. Để quay lại đều làm lại. Được chưa? Như vậy là cái sân khấu là người hỏi, nhưng mà không hỏi là tổng bao nhiêu, là A cộng B bao nhiêu, mà cái tổng này sẽ được tính bằng là cho là cái đám mây nó hỏi. Đấy, cái này hay ở chỗ đó nhé, bạn chú ý nhé, cái này sân khấu đây nhé. Đấy, bây giờ tôi cho nhập trình cho đám mây này. Đấy, đám mây nhá, đám mây khi bắt đầu chạy thì đám mây ở đây, đám mây nằm ở chỗ, đám mây nằm giữa màn hình đi. Đây, đám mây sẽ là vị trí là 00 nhé. Khi bắt đầu này, khi chúng ta bắt đầu bấm phím trắng nhé, thì đám mây nó sẽ liên tục nó thông báo đây. Nó sẽ lặp cho đến khi đâu rồi, lặp nhá, thậm chí chưa lặp vĩnh viễn cũng được, lặp liên tục nghĩa như sau, nhưng đám mây sẽ luôn hiển thị cái đáp án, hiển thị nói ra là A cộng B bằng đấy. Đám mây là nói nhưng mà hiển thị cái đề bài, còn trả lời bằng câu trả lời của đám mây. Đã, chúng ta chú ý nhé, đây là hiển thị cái gì, thì như này nhá, đây hiển thị đây, chúng ta bài này hay hơn rất nhiều nhé. Tổng này chúng ta làm này thôi, tổng của A cộng B cộng B, bạn này có thấy có mẹo chưa đâu, B này bằng này đấy. Đây. Luôn nói như này. Đồng thời B sẽ cái này sẽ di chuyển làm phép toán đấy nhé, liên tục này, liên tục là di chuyển về phía trước này, di chuyển về bên phải là 5 bước này, 5 bước về bên phải, 5 bước. Chúng ta cho đám mây luôn hướng về bên phải đây, bên phải nhé, 5 bước. Và nếu gặp cạnh thì quay lại đây, điều khiển nhé. Nếu này
nếu như là cái ở cạnh bên phải, nếu như là cái tọa độ x gì đó rồi, tọa độ x gì mà lớn hơn 240, 240 thì nó sẽ quay lại ở bên trái, thì đặt x gì bằng âm 240. Đấy. Chúng ta chơi thử nhé. Đây này. Bấm space này. Đấy, hiện trên nào. Như vậy ở phía trên là hiện câu hỏi, nhưng mà thật là lại nói, thế còn phía dưới là chúng ta trả lời nhé. Chúng ta gọi là bấm 13 này. Pop đúng. Đăng ký nó sẽ đổi ngay câu hỏi khác ngay. Đấy. 14 cộng 3 là 17 này. Đúng. 13 cộng 17 là bao nhiêu? 20 này. Đấy. Đấy, liên tục như vậy nhé. Trừ này, trừ điểm này. Đấy. Bấm cộng 5 là 19 này. Đấy. Thế con nào như vậy, bài này rất là hay. Bài này là đám mây đặt câu hỏi như đám mây dù lệnh nói thôi, còn câu hỏi đặt ra từ 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 đặt ra từ gì? Đặt ra từ 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 từ, từ sân khấu. Thấy không nào? Cái đấy hay không nào? Đáp án đa số phải tính đi nhé, trên này là đáp án đây này. Đấy, thấy không nào? Và đây là cái bài này là bài khó hơn, rất là hay rồi đấy. Cái bài mà các bạn thấy là vẫn là cái lệnh hỏi bình thường thôi, nhưng mà chúng ta phải dùng mẹo. Đám mây là hiện câu hỏi, hiện hiện hiện, hiện kia câu hỏi, nhưng mà cái chất đám mây là chỉ lệnh nói thôi, còn lệnh hỏi thực sự là lệnh ở sân khấu đây, à, sân khấu đây, nhưng lại không hiện rõ câu hỏi ở đây mà chỉ là đáp án của phép tính thôi nhé. Và đây là một cái bài tập mà hay hơn nhiều, một trò chơi mà hoàn chỉnh hơn nhé. Chúng ta lưu lại cái bài này, đây là bài trò chơi hoàn chỉnh đây. Bài 10 nhé. Trò chơi tính toán, trò chơi tính, trò chơi làm toán hoàn chỉnh đấy. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá, bây giờ đã lên cơn ho quá rồi. Thôi chào các bạn nhé. Để em chào thầy ạ, cảm ơn thầy ạ. Yeah.